phiên sáng của ngày hôm nay em sẽ lên chia sẻ với các bác một số mặt hàng về dòng trầm đang có tại vườn nhà em. Ngoài ra còn rất là nhiều hàng thanh lý giá siêu rẻ, siêu yêu thương. Địa chỉ vườn lan nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số các điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0817 892 2229 và số điện thoại 0981 550 768. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc, khi các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và phí ship bên nhà em là đồng giá 40k một thùng hàng. Có nghĩa là các bác mua một cây cũng 40.000 mà 10 cây cũng 40.000. Em mùa Covid thì em làm cái giá này là siêu yêu thương rồi. Còn gọi là nó mà có vượt trội cái giá cước lên thì bên cơ sở nhà em sẽ hỗ trợ các bác. Covid này hàng nó đi hơi khó. Các bác hôm nay nhà em là thanh lý nhiều mặt hàng này, các bác chú ý xem hết video giúp em nhé. Sau đây em xin đi chi tiết vào từng đơn hàng một ạ. Tiếp theo đây em xin giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa, đó là trầm sơ mi, hàng đang có tại vườn nhà em. Một bảng như này nó sẽ trung bình từ 3 thân trở lên, em cứ nói vậy thôi, chứ còn nó còn rất là nhiều mầm nó đang mọc lên này, các bác nhìn đây này. Đấy, hàng này về nó trồng thuần rồi, các bác nào mua về thì chỉ việc treo chơi thôi. Hoặc các bác nào thích giò to, khủng thì các bác mua vài miếng về ghép vào cho em thành một giò, ghép vào chậu này hoặc vào gỗ này, buộc vào cái miếng gỗ, mầm non vẫn còn đang lên nhá. Hàng này nói về trầm thì gọi là siêu đẹp, siêu thơm rồi. Em cho các bác xem mặt hoa tại vườn nhà em đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? À, đây hoa này, đây là cái giò này, giò nở tại vườn nhà em nhá. Các bác nào thích giò to như nhà em thì lên mua vài miếng, vài bảng về ghép. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? À, siêu đẹp luôn. Mặt hoa em sẽ ghim vào bên trái màn hình cho các bác. Hàng này em bán với giá 110.000 một bảng. Trên thị trường nhà người ta đang bán 150.000 một bảng, nhưng nhà em hàng nhập trực tiếp không qua trung gian, cho nên là em chia đến các bác giá rất rẻ luôn. 110k một em, hàng quá đẹp luôn. Nói về dòng trầm thì nổi tiếng thì thơm rồi, thơm siêu thơm luôn. Em không phải nói nhiều để cho các bác biết, riêng về dòng trầm nó đã nổi tiếng rồi. Đấy. Em thanh lý nhanh cho các bác dòng đai châu siêu hot, mặt hoa siêu hot luôn tại vườn nhà em. Hàng bước sang năm thứ tư rồi, các bác nhìn thấy cuống hoa cũ chưa? Cuống hoa này đã ở nở, hoa này đã nở tại vườn nhà em. Đấy, các bác nhìn thấy cuống hoa cũ chưa? Mặt hoa thì siêu siêu hot luôn. Hàng này trồng thuần rồi nhá, các bác về ở trong trồng chậu gỗ này này. Trồng trong chậu gỗ các bác về chỉ việc treo chơi thôi. Các bác nhìn thấy dễ ra sướng chưa? Đấy. Hàng nó trung bình từ 4 cặp lá rưỡi trở lên. Em cứ nói vậy, nó có hơn nhưng em chỉ nói vậy thôi. Trung bình từ 4 cặp lá rưỡi trở lên. Hàng này trước em bán giá là 180.000. Hôm nay em chia đến các bác giá mùa Covid 130.000 một em. Thanh lý. Em cho các bác xem mặt hoa này siêu hot luôn. Hot hit luôn. Mỗi vườn nhà em có thôi. Em khẳng định với các bác mỗi vườn nhà em có cái lô này thôi. Đấy. Các bác nhìn thấy cánh mi nhị này chưa? À, mi lưỡi này chưa? Lưỡi hồng nhá. Siêu hot hit. Giá rất là yêu thương luôn. Các bác nhanh chân lên thì còn nhá. Tiếp theo đây em có một ít cái hàng trầm rừng tím Myanmar. Em đã trồng thuần tại nhà em. Đây. Một bảng như vậy nó có tầm 7-8 ngọn trở lên, dài ngắn xen kẽ. Nói về dòng trầm thì nổi tiếng là hoa thơm rồi. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Hoa này, mặt hoa này, mặt hoa nở tại vườn nhà em nhá. Đây, các bác nhìn thấy chưa?
hoa thơm rức mũi luôn. Hoa nó nở vào tầm cuối xuân đầu hè. Đấy. Hàng này hàng cái giò này là giò nở tại nhà em đây này. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Hoa thơm khỏi phải nói luôn. Một bảng như này em bán với giá 200.000. Giá quá rẻ luôn. 200.000 một bảng như này. Hàng trồng thuần rồi, có móc treo sẵn về các bác chỉ việc treo thôi nhá. Đây, em đã trồng một miếng dớn về các bác chỉ việc treo như này thôi. Hàng ngày chăm tưới bình thường thôi. 200.000 một em. Em còn ít thì không còn nhiều nhá, các bác nhanh tay giúp em. Em còn một số cái cây Corat Koki. Hàng bản lá to nhá. Bản lá to. Cây nó trung bình nó 5-6 cặp lá trở lên nhá. Em thanh lý giá 170.000 một cây. Còn ít thôi chứ không còn nhiều. Mặt hoa đây. Mặt hoa thực tế đã, hoa đang nở tại vườn em đây. Hoa gọi là thơm đức hết, nhức hết cả mũi này. Hay còn gọi là bát bảo tiên đây. Cánh nó tròn như các bác. Đấy, cánh tròn chưa. Hay còn gọi là bát bảo tiên nhá. Hoa này thơm nước mũi lên. Đây, đây là một cái bông hoa mẫu đang nở tại vườn nhà em nhá. Giá hôm nay em thanh lý cho các bác 170.000 một cây. Hàng này nó lỗi vận chuyển, nó lá nó hơi bị xước xước một chút. Này các bác nhìn lên lá nó hơi xước xước một chút đây. Nhưng mà rễ nó ra ngược lại, rễ nó ra rất là tua tủa, rất là đẹp rồi. Đấy, rễ ra rất đẹp rồi. Em bán 170.000 một cây. Giá chưa có bao gồm phí ship nhá. Lá to nhá. Cái tội lá nó hơi lỗi một chút thôi. Em còn ít chứ không còn nhiều. Đây các em cho các bác xem. Cây nó hơi cao một tí. 5-6 cặp lá trở lên. Đấy, dễ ra tua tủa đây. Em có một số cái dòng phi điệp bệt ma bó. Nay em lên em chia sẻ thanh lý cho các bác. Giá rẻ giật mình thôi. 250.000 ba chậu. Đây. 250.000 ba chậu như thế này đây. Nó có sẽ có chậu hai thân và chậu một thân. Cứ 250.000 ba chậu. Bệt ma bó. Hàng này nó đã ra hoa tại nhà em rồi nhá. Các bác nhìn đây, thân già đây. Đã ra hoa tại nhà em rồi. Đây thân già đây. Đấy. Em nuôi về hàng là thuần lắm rồi đây này. Đây em cho các bác xem mặt hoa. Hàng này đã ra hoa tại nhà em rồi nhá. Mặt hoa đây. Đấy. Hàng ma bó nhá, phi điệp ma bó. 250.000 ba chậu. Chia sẻ với các bác. Đấy, sử dụng cho ba chậu như này là 250.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Cái này em quay buổi trưa nó hơi nắng một chút thì các bác cũng nhìn nó cũng hơi lóa, nhưng mà hàng này hàng thuần rồi nhá. 250.000 ba chậu, quá rẻ nên về các bác gỡ ra các bác làm thành một giò to là được. Hàng này chuẩn mật hoa nhá, hàng hoa đã nở tại nhà em rồi. Cúng hoa cũ vẫn còn đây. Đấy. Vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Đây, em cho các bác xem. Một chậu nó trung bình 4-5 củ nhá. 4-5 củ. Đấy. Hàng đang có tại vườn nhà em nhá. Cái hàng này về thì bây giờ nó đang là mùa đẻ con này này. Các bác về có các bác lên sang chậu đi để cho nó đẻ được nhiều. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Đây, mặt hoa là siêu đẹp luôn, nó gọi là vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Hoàng hậu xanh. Hàng này trên thị trường người ta đang bán 180.000 một chậu như thế này. Đây nhà hàng nhà em lại còn hàng trồng thuần rồi. Em bán với giá là rẻ giật mình luôn. Mùa Covid 250.000 hai chậu. Đấy. Quá rẻ luôn, các bác nhìn đang đẻ này. Đang đẻ con này. Đấy. Về sang chậu lên. Tuyệt vời luôn. Còn cái giò to khủng này thì em có độc có một cái giò to khủng này. Em bán với giá là 200.000. To đại tướng luôn. Có độc có một giò thôi. Còn những cái hàng trung bình thế này em cứ bán
250 combo. Combo 250 hai chậu. Quá rẻ luôn. Em còn ít thôi. Em bán nhanh cho nó hết. Đây là cái lô cây Lữ Hoàng bóng đêm. Hàng này hoa thì cực kỳ thơm và đẹp. Một chậu như này em bán với giá 120.000. Trên thị trường người ta đang bán 180.000 đây. Em bán độc có 120.000. Đây, cái này về các bác để nguyên như vậy các bác treo cũng được, hoặc các bác sang chậu thì tốt hơn. Sang chậu thì cây nó sẽ đẻ nhiều hơn nhá. Hàng này đã ra hoa tại vườn nhà em rồi. Đây, em cho các bác xem mặt hoa. Lữ Hoàng bóng đêm, hoa thơm rứt cả đầu luôn. Giá rẻ giật mình. Thị trường bán có 180.000, em bán có 120.000 này. Chậu đây. Xung xuê tươi tốt. Thơm rứt cả đầu luôn.